Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do chịu tác động của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây là chính, nên trong hôm nay tại Bắc Bộ mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi mang tính chất địa phương và không kéo dài, lượng mưa cũng không đáng kể. Trong ngày hầu hết các nơi trên khu vực đều có nắng và nhiệt độ có xu hướng tăng lên. Mức nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay dao động trong khoảng là 32 đến 34 độ. Một số nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ khoảng 35 đến 36 độ. Đến tối và đêm nay, nhiệt độ thấp nhất chỉ còn khoảng từ 23 đến 26 độ, tiết trời trở nên dễ chịu hơn hẳn. Các tỉnh ven biển miền Trung trong ngày hôm nay trời cũng ít mưa và có nắng, với nhiệt độ có xu hướng tăng hơn những ngày vừa qua. Nắng nóng xuất hiện ở phía Tây, các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào đến tận Ninh Thuận, Bình Thuận ở mức là từ 32 đến 35 độ. Riêng vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, trời nắng nóng với nhiệt độ 35 đến 36 độ. Theo nhận định, từ ngày mai cùng với sự phát triển và mở rộng sang phía đông nam của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng sẽ mở rộng phạm vi và gia tăng về cường độ ở hầu khắp các nơi thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đó có những điểm xảy ra nắng nóng gay gắt, đặc biệt là khu Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Tây của miền Trung. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng là nơi có nắng nhiều và nhiệt độ duy trì ở mức cao. Nắng nóng tiếp tục xảy ra cục bộ ở khu vực Tây Nguyên với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Nam Bộ còn có nắng nóng diện rộng khi nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ. Lưu ý với quý vị là về chiều tối thì khu vực vẫn có khả năng xảy ra mưa dông cục bộ. Trong cơn dông có thể có lốc sét và gió giật nguy hiểm. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ, ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội trời hầu như không mưa và có nắng với cường độ nắng khá mạnh vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, nên nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt mức 34 đến 35 độ, tiết trời khá nóng. Sau đó vào buổi tối và đêm khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng 28 độ thì bầu không khí có phần dễ chịu hơn. Sang đến ngày mai, cường độ nắng sẽ gia tăng khiến cho nhiệt độ tăng cao trên 35 độ, thậm chí có thể đạt mức 36 đến 37 độ. Nắng nóng đầu mùa sẽ khiến cho cơ thể mệt mỏi. Quý vị và các bạn vẫn nên chủ động tăng cường sức đề kháng để bảo vệ sức khỏe. Với lợi thế nằm sát biển nên thời tiết ở thành phố Cảng Hải Phòng thường mát mẻ hơn so với thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay trên địa bàn thành phố Cảng, trời cũng có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây nên nhiệt độ cũng không tăng quá cao. Mức nhiệt vào thời điểm trưa chiều nay dao động xung quanh ngưỡng 33 độ, sau giảm xuống dưới 26 độ vào tối nay cùng với độ ẩm không khí vừa phải và gió biển thổi nhẹ nên thời tiết ủng hộ cho các hoạt động giao thương của người dân thành phố. Nằm ở vùng Trung Du Bắc Bộ, thành phố Việt Trì cũng mang kiểu thời tiết chung của toàn vùng là ít mưa và có nắng trong ngày hôm nay. Dự báo mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay là 34 đến 35 độ, bắt đầu chạm ngưỡng nắng nóng và nhiệt độ còn có xu hướng gia tăng trong ngày mai cũng như 1 đến 2 ngày tiếp theo, nên thời tiết thuận lợi cho việc hong phơi nông sản của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung và thành phố Việt Trì nói riêng. Tại thành phố biển miền Trung, Đà Nẵng trong ngày hôm nay trời có nắng với cường độ nắng không quá mạnh nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở mức khoảng 32 đến 33 độ. Đến tối nay, tiết trời mát mẻ hơn khi nhiệt độ hạ dần xuống mức khoảng 25 cho tới 27 độ với gió biển thổi nhẹ. Trong những ngày sắp tới, cùng với sự mở rộng của vùng áp thấp nóng phía Tây, nhiệt độ trên địa bàn thành phố cũng tăng lên, trời nắng nhiều và nóng. Nhưng do nằm gần với biển nên mức độ nóng không gay gắt như khu vực phía Tây của miền Trung. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng trải dài ở nhiều nơi trên phạm vi cả nước, thì thời tiết tại thành phố Cao Nguyên Đà Lạt luôn có sự khác biệt. Tại đây có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ vào cuối ngày. Còn trong ngày thì trời có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây và nhiệt độ chỉ ở mức 25 đến 27 độ. Đến tối và đêm thì nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống mức từ 15 cho tới 17 độ và ở ngưỡng trời rét. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã liên tục xảy ra nắng nóng trong nhiều ngày qua và vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong ngày hôm nay. Dự báo mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay trong khoảng 35 đến 36 độ nên cảm giác vẫn nóng bức, rất khó chịu. Vì vậy quý vị và các bạn nên hạn chế ra ngoài trời vào khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều để giữ gìn sức khỏe. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.